Ngày 18 tháng 11, phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 bị cáo khác tiếp tục với phần bào chữa của luật sư. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng hiện tại 658 mã tài sản của bị cáo Lan đang bị kê biên, tuy nhiên đã có nhà đầu tư bày tỏ ý định đưa vốn vào để phát triển các tài sản này, qua đó tạo ra nguồn thu cho bị cáo nhằm khắc phục hậu quả của vụ án. Luật sư cũng nhấn mạnh việc yêu cầu bị cáo nộp tiền mặt là rất khó khăn, trong khi việc xử lý tài sản sẽ giúp thu hồi một phần thiệt hại. Vị luật sư cũng cho biết thêm, dự án 6A với diện tích 26 ha tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh của Trương Mỹ Lan chưa bị kê biên hoặc thế chấp, có tỷ phú người Malaysia sẵn sàng đầu tư vào dự án. Sau khi trừ các chi phí, dự án này dự kiến sẽ tạo ra số tiền lên tới 20.000 tỷ đồng, số tiền đủ để bị cáo Lan khắc phục hậu quả. Cũng liên quan việc khắc phục hậu quả, luật sư đã đề xuất tòa án xem xét các điều kiện giam giữ đối với bị cáo Lan trong trường hợp bị cáo bị xử án tử hình. Theo đó, nếu bị cáo bị kết án tử hình, việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến khả năng khắc phục hậu quả. Ngược lại, nếu bị cáo được áp dụng án tù chung thân, khả năng thu hồi tài sản và khắc phục thiệt hại sẽ dễ dàng hơn, đồng thời giúp nhà nước thu lại tài sản thiệt hại nhanh chóng hơn. Hôm 15 tháng 11, tại phần luận tội và đề nghị án, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Mỹ Lan đối với hai tội danh tham ô tài sản, tử hình và đưa hối lộ 20 năm tù. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo giảm mức án sơ thẩm từ 20 năm tù xuống còn 16 đến 18 năm tù đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp các mức hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn phải chịu trách nhiệm với mức án cao nhất là tử hình. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán hóa đơn vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan, xác định thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 743 tỷ đồng. Tổng cộng 38 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An, Nguyễn Nhật Linh, vợ bị can Thuyết và 4 đồng phạm khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 32 bị can khác bị đề nghị truy tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Theo kết luận điều tra, Công ty Thành An, Danh, Tràng Thi mua 19.167 hóa đơn khống của 110 công ty, hộ kinh doanh nhằm khai man số liệu báo cáo thuế, tăng chi phí đầu vào để giảm thuế phải nộp. Theo đó, việc Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An chỉ đạo các nhân viên kế toán lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính là hành vi khách quan của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Để xác định hậu quả thiệt hại của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định viên Cục Thuế thành phố Hà Nội. Ngày 15 tháng 4 năm 2024 và ngày 19 tháng 8 năm 2024, giám định viên Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành kết luận giám định và kết luận giám định bổ sung, kết luận hành vi sử dụng 19.167 hóa đơn khống gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 743 tỷ đồng. Vừa qua, Công an thành phố Rạch Giá, Kiên Giang đã phối hợp với Công an xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng truy bắt thành công đối tượng Lê Văn Thuận, sinh năm 1963, ngụ ấp Trần Thuận, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, sau 14 năm lần trốn. Trước đó, đối tượng Lê Văn Thuận đã thực hiện hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi bỏ trốn. Trong suốt 14 năm, Thuận cùng gia đình đã bán nhà, di chuyển qua nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Bạc Liêu, Sóc Trăng để che giấu tung tích. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần vận động người thân gia đình và kêu gọi đối tượng ra đầu thú, nhưng Thuận cùng gia đình vẫn ngoan cố không hợp tác. Sau thời gian dài kiên trì điều tra và xác minh, Công an thành phố Rạch Giá đã phát hiện nơi lẩn trốn của Thuận tại tỉnh Sóc Trăng. Nhờ sự phối hợp hỗ trợ của Công an xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, lực lượng chức năng đã truy bắt thành công đối tượng, khép lại hành trình trốn chạy kéo dài 14 năm của Lê Văn Thuận.
Ngày 17 tháng 11, ông Thích Minh Tuệ, tên khai sinh Lê Anh Tú, chú thôn 6, xã La Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, đã có thông báo viết tay về việc bản thân sẽ ngưng đi khất thực. Thông báo này có xác nhận của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiên Định Tuệ với con dấu và chữ ký của bà Nguyễn Thị Lan, phó giám đốc công ty. Cụ thể, trong thông báo này, ông Minh Tuệ xưng con và cho hay bản thân lập nguyện phát tâm học tập, tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, do điều kiện xã hội, an ninh chính trị phức tạp, chưa phù hợp với ông trong việc học tập theo hạnh khất thực, nên ông cho biết sẽ chỉ tập học khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo về an toàn giao thông, an toàn xã hội, an ninh chính trị, không tụ tập đông người, đi khất thực và bộ hành. Ông Minh Tuệ cũng khẳng định khi bản thân đi khất thực không cần người đi theo bảo vệ, cũng như đứng hai bên đường chào đón, kêu gào bởi vừa gây ồn ào lại không đúng với chánh pháp. Vì vậy bản thân ông sẽ tạm thời chưa đi khất thực nếu tình trạng này còn diễn ra. Đồng thời ông Minh Tuệ cũng mong rằng mọi người kính Phật, tôn kính pháp, tăng thì tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế, điều kiện và hoàn cảnh. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phạt hành chính ba cha con người đàn ông 47 tuổi vì bán tài khoản ngân hàng cho nhóm tội phạm với giá 9 triệu đồng. Ngày 18 tháng 11, người đàn ông này cùng hai con bị Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán. Ngoài mức phạt 127,5 triệu đồng, họ phải nộp lại 9 triệu đồng thu lợi bất chính. Trước đó, người đàn ông thấy thông tin mua tài khoản trên mạng xã hội đã liên hệ và xúi giục hai con cùng bán. Người mua đã dùng những tài khoản trên để giao dịch trong đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Băng nhóm này vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá nên việc bán tài khoản cũng bị lộ. Cũng tại Đồng Tháp, hồi tháng 8, Công an đã phạt 13 học sinh, sinh viên tổng cộng hơn 100 triệu đồng vì đã bán tài khoản ngân hàng cho các con bạc dùng cá cược trên mạng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị ban hành nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo tờ trình, trong những năm gần đây, thành phố đã có những phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của thủ đô, có công sức không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mức lương bình quân của công chức thành phố hiện nay còn thấp, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ bản hàng năm chủ yếu chỉ để bù trượt giá, không đủ trang trải cho chi phí cuộc sống khá cao tại thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 9.900 tỷ đồng một năm để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo tính toán, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm theo mức trích 0,8 lần quỹ lương cơ bản có thể thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến hết năm 2028. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc chi thu nhập tăng thêm nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc. Về nguyên tắc, mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ hàng tháng và được chi trả cùng kỳ lương vào tháng liền kề sau khi có kết quả đánh giá xếp loại. Căn cứ kinh phí được phân bổ để chi thu nhập tăng thêm, các đơn vị chi 50% cho tất cả các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được hưởng có kết quả đánh giá xếp loại trong tháng đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 50% kinh phí được cấp còn lại để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, mức chi cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gấp 1,5 lần so với cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.